Gary Neville, quyết định cho tuyển Anh hưởng 11M là một nỗi ô nhục. Cựu danh thủ Anh Gary Neville chỉ trích trọng tài Felix Dwyer khi cho tuyển Anh được hưởng penalty dẫn tới bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Harry Kane ở trận bán kết Euro 2024. Rạng sáng ngày 11 tháng 7, tuyển Anh giành chiến thắng 2-1 trước Hà Lan ở bán kết Euro 2024 nhờ bàn thắng muộn của cầu thủ vào thay người Ollie Watkins. Tuy nhiên, trận đấu gây tranh cãi bởi tình huống thổi phạt đền của trọng tài Felix Dwyer ở phút 18. Ban đầu Dwyer không thổi penalty nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã thay đổi quyết định khi cho rằng Dumfries phạm lỗi kê chân với Harry Kane trong vòng cấm. Trên chấm 11M, chính Kane ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Tam Sư. Là một cựu tuyển thủ Anh nhưng Gary Neville không đồng tình với quyết định này của trọng tài. Huyền thoại Manchester United nổi giận chỉ trích quyết định của ông Felix Dwyer khi bình luận trận đấu trên kênh ITV. Tôi nghĩ đó thực sự là một nỗi ô nhục. Đây là một quyết định hoàng rất đáng hổ thẹn, Gary Neville nói. Dumfries lao vào một cách tự nhiên chỉ để cố gắng chặn cú sút. Đó không phải là một quả phạt đền. Tôi cho rằng không nhiều cầu thủ Anh phản đối nếu trọng tài không thổi phạt. Tuyển Anh đã may mắn trong tình huống này, cựu tuyển thủ Anh nói thêm. Huấn luyện viên Ronald Koeman của tuyển Hà Lan cũng kịch liệt lên án trọng tài vì tình huống thổi penalty trên. Bóng đá đang bị hủy hoại vì những quyết định của trọng tài và VAR. Trọng tài thổi còi vì những tình huống ngớ ngẩn. Đấy không phải lý do bào chữa cho thất bại của Hà Lan, nhưng quả thực trọng tài đã phạt những lỗi không đáng thổi, Anjem Dabber dẫn lời thuyền trưởng tuyển Hà Lan sau trận đấu. Với chiến thắng này, tuyển Anh giành vé vào chơi trận chung kết Euro 2024 gặp Tây Ban Nha vào rạng sáng ngày 15 tháng 7. Trong khi đó, tuyển Hà Lan và Pháp sẽ về nước do giải không có trận tranh hạng 3. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.